Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà của Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nha quý vị. Xin chào Hiền. Em chào anh Tấn, chào quý bà con, cô bác, anh chị em trên toàn quốc nha. Hôm nay em có 16 cây mai mini giao lưu cùng quý anh chị, bà con, cô bác nha. Ai thích cây nào ủng hộ cây đó nha. Này là mai giảo hộp nha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0976 533 164, đó là số Zalo của em nha. Ship. Em bao ship toàn quốc nha. Rồi, mình nhập cây số 1. Cây nào thì ủng hộ em cây đó. Xin cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua nha. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ giúp mình nè quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cây số 1 cao là 128. Rồi, cao 128 quý vị. Ngang mini mà 66. Ngang 66. Lô này hơi mini nhưng quý vị. Giá cũng mini luôn. Có cái mặt lạ lạ luôn ha. Sầu hắn lu hắn. Hoành 22 luôn ha. Rồi 22 hoành luôn. Rồi để đây quý vị. Giá 1 triệu 2 luôn. Rồi 1 triệu 2 luôn. 1 cục luôn. Xuống cây. Con chú. À số 2. Để gần gần đắp lên cái đó. Vô trong. Cao là 98. Rồi. Ngang là 83. Ngang là 83. Rồi, tàn đây quý vị ơi. Cây này tàn kích thích luôn quý vị ơi. Tàn đẹp nè. Hoành là 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, để đây. Giá 1 triệu 2 luôn ha. Rồi 1 triệu 2 quý vị ơi. Để con mẹ. Đây con mẹ. Con. Số 3. Để nuôi á. Nuôi đói luôn à. Ấy con. Cao. Cao là 123. Nghe em. Nghe nó không biết. Miếng là nhiêu? Cũng được rộng đó, 63 cũng rộng đó. Mini mà. Mini. 12. Rồi 12 hoành. Hoành có 12 thôi. Tàn vuốt nè. Rồi, 300. Để đây quý vị. Giá 3. Nhiêu? 3,5. Trời ơi dặm rõ. 3T.5. 3T.5 đọc sao thành 3,5 tao quánh con cái gì. Rồi, xuống cây. Mạnh dữ ta. Ẩm. Mạnh dữ ta, ẩm cái mai nổ ta. Rồi, mã số 4 quý vị ơi. Tám ơi, cái này con làm được không? Cái này con kinh được tay. Tay con chứ tí nó. Cao là 104. Cao 104 luôn. Rồi, tăng ngang. Ngang là 85 luôn. Ngang 85. Chiều đi phải không? Được rồi đó. Rồi, cành tàn nha quý vị. Quay em chạy nó miếng rồi đó. Thấy không? Hoành là 18. Rồi. Ai cũng đó có một. Giá 350 luôn. Rồi, xuống cây. Ginh cái này lại đắng. Cái này lại đắng cho đi. Để đi đắng lên. Đinh đinh nặng nắng xe nặng cho nó gần. Cây số 5. Rồi, số 5 quý vị ơi. Rồi, 104. Ngang là 81. Rồi, cành tàn đây quý vị. Hoành 12. Rồi, 12 hoành. Giá 300 luôn. Rồi, 300 ngàn. Có một cây mai. Đế cũng đẹp nè quý vị. Bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi, cành tàn đấy cũng đều nè quý vị. Rồi, xuống cây. Thôi mình giờ bằng quay lần nẵng đi. Rồi, giờ bằng quay lần nẵng cho gần.
đứng. Cây số 6. Cao là 114. 114. Ngang là 93. Rồi. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành là 18. 18 hoành. Để đây cái gì? Giá 700 luôn. Rồi 700 ngàn. Xuống cây. Rồi tiếp tục. 88. Rồi ngang. Ngang là 72. Rồi con nhiều con rắn lục nó quay quanh một cái cây. Hoành là 11. Rồi 11 hoành. Để đây trời ơi, để một nồi luôn. Giá 400 luôn. Rồi một nồi luôn. Rồi 400 ngàn. Xuống cây. Xuống cây đi. Trời ơi con hấp hồn. Đau quá anh ơi. Ổng kêu. Số 8. 21 con không có làm gì nữa đâu. 64. Rồi thằng này mini luôn. Mini luôn. 61. Thằng đẹp luôn. Nhỏ mà luôn. 11 luôn. Rồi 11 luôn. Để đây. Giá 300 luôn. 300 ngàn. Xuống cây. Để bàn luôn ha. Rồi số 9. Mini số 9 đế cũng một cục luôn. 88 chiều cao luôn. Ngang qua 48 luôn. Nó còn cắt thôi. Rồi quanh luôn. Quanh là 10 luôn. Rồi đế luôn. Giá 300 luôn. Tôi quên đó. Rồi 300 ngàn. Xuống cây. Lên cây. Rồi lên cây. Mã số mấy đây? Mã số 10 quý vị ơi. Cao là 120. Rồi có gì đâu nha. Cây này nó lạ lạ ha. Rồi quanh. Quanh là 17 ha. Rồi 17 quanh. Tự nhiên đang giá 350 luôn. Một cục đế luôn quý vị ơi. Đang quay không nói gì. Này. Rồi xuống cây. 11 lên. Rồi mã số 11. Cao là 118. 118. Ngang là 57. Rồi ngang 57 quý vị. Mười hai luôn. 12 hoành. Rồi để đây. Giá 300 luôn. 300 ngàn. Có cái mai tàng luôn. 300 ngàn. Cái này trồng. Rồi xuống cây. Rồi 12 quý vị ơi. Rồi cao luôn Hiền ơi. 100 ngang. Ngang cả 69. Ngang 69. Rồi xuống hoành luôn. Nhỏ 15 cắt tóc luôn. Hoành 14. Rồi 14. Giá 400 luôn. Để một nồi. Rồi xuống cây. 13. Rồi 13. Cao. Cao 112. Rồi 112. Ngang là 56. Rồi.
Rồi cho cái hoành luôn đi, để kéo từ trên xuống cho quý vị xem cành tàn nha. Hoành là 13. Rồi 13 hoành. Giá 400 luôn. Để một nồi. Này để giữ thiệt cái gì. Quá đi luôn. Luôn. Rồi 400 ngàn, mã số 13, xuống cây. Để chùm. Chùm chùm đế luôn. Đây một chùm luôn. Rồi một nồi rễ luôn bà con ơi. Rồi mã số 14 quý vị. Cao là 118. 118 luôn. Ngang là 70. Rồi. Hoành là 13 luôn. Rồi. Để đây. Rồi luôn giá 400 luôn. Giá 400 ngàn luôn. Rồi xuống cây. Mã số 15. Ngang là 69. Rồi. Nó biến dạng rồi. Trời. Nha. Hoành là 16. Rồi, 16 hoành. Cổ hay gì nè. Giá 400 luôn. Cũng lên nhắn tên luôn nội ơi. Để giữ nè, 400 ngàn xuống cây. Lên cây. Cái này bị khổ quá. Lá quay rồi nó bị mục nhiều quá tà nhánh luôn. Nó rồi cao luôn, luôn. Cao là 98. Cây nào là 49. Rồi cây này là cây cuối không chưa hiện 16 cây phải không? Dạ. Cây 16 cái gì? Hoành là 11. Rồi 11 hoành. Để đây quý vị ơi. Giá 300 luôn. Một nùi luôn. Thân lạ luôn. Có cái thân lạ lạ luôn. Để quay cho cái thân cho quý vị xem cái thân lạ nha. Rồi đây cái thân này quý vị, trong cái nách nó u quý vị ơi. Rồi video mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo nhé.